Hoa sứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú cùng các anh chị mình một cặp sứ Thái ghép ha. Cặp này củ khá là bự nha cô chú cùng các anh chị mình, cây hoàn toàn đang cho nụ hết. Đặc biệt cái hoa này là hoa giống mới cho cô chú cùng các anh chị mình. Hoa hai lớp mà sai hoa rất là to nha, hoa nở bung. Nở bung mà trong cái họng nó có gân gân rất là đẹp nha cô chú cùng các anh chị mình. Màu đỏ mà trong họng nó có gân gân ha. Đặc biệt cái loại này cho sai bông lắm nha cô chú cùng các anh chị mình. Rất là gỗ bông. Đây là cây số 1, 2, 4, 6, 7 nhánh. Củ khá là bự nha cô chú cùng các anh chị mình. Củ bự lắm. Có bộ tàn cũng khá là đẹp luôn, tròn đều, đang cho nụ rất nhiều. Cây số 1 này màu đỏ hai lớp mà giống mới, con không biết tên nha cô chú cùng các anh chị mình. Và cây số 2 cũng đang cho nụ luôn nè, cái chùm nụ của nó nè cô chú anh chị mình ơi, dữ dằn luôn. Cây này là lạc long quân nha cô chú cùng các anh chị mình, cái hoa này chưa nở hết nha. Lạc long quân cho rất là sai bông luôn. Bộ tàn cũng khá là đẹp. Củ rất là bự luôn nha cô chú cùng các anh chị mình ơi, củ bự lắm luôn á. Cây này 2, 4, 5 nhánh. Củ bự lắm luôn á. Hai cây này con bán với giá là 290k nha cô chú cùng các anh chị mình. 290k cho hai cây sứ củ bự tàn. Cây đang có nụ nha cô chú cùng các chị mình. Ai yêu mến thì xin liên hệ với con qua số điện thoại 0932 612 668. Và con xin chào và hẹn gặp lại cô chú cùng các anh chị mình nha.